Hôm nay mình dẫn cả nhà đi thảo cầm viên các bạn. Mẹ với dì đang xem nè. Con gà điểu rất là bự luôn. Hello. Hello. How are you? Gà điểu. Yeah. Bạn mấy bạn ơi, con này nó bị sao nghe cái đít nè. Bị rụng hết lông đây rồi. Tội nghiệp quá. Để zoom lên coi này, nó bị gì. Nè. Hello. Nè nó giống vậy nè các bạn. Hello. Bị rụng lông rồi. Mà you bo. Don't help hair there. I don't know. Không phải đâu. Đòn. Các bạn coi cái chị hươu cao cổ này đang đứng ăn nè. Chỉ cao 5m á. Hèn ơi. Đứng ăn vô tư luôn. Nó không ngờ lại đây được. Cô ấy không có đi lại đây được. Tại vì mê cái mấy cái đống lá trên đó rồi. Treo lá trên đây thì chỉ có một mình chị ta là ăn được thôi. Chứ như đà điểu là không ăn được đâu. Cao quá. Cao ghê luôn á. Anh thua đánh mắt lại. Mà đi đâu? Đi đâu? Ý, anh ơi, cái đó là nhà của hươu cao cổ hả? Nhà của anh này. Brother or ring. Có nhà nữa. Bây giờ dì mẹ với anh Hương với mình là đi vô đây coi rắn các bạn. Coi bò sát á. Thì coi con trăng đó kìa. Với lại con trăng ở đây. Dì sợ quá chừng luôn. Đó các bạn thấy không? Ở trong đó đó, bự lắm, nó nằm đó kìa. Con trăng á. Do we have this? À. Có cái kiểu vậy, nó nằm dưới nước kìa. Đó. Wow. Con này nó lớn lắm luôn các bạn. Nhưng mà anh ta có vẻ buồn quá ha. Không, sống trong chỗ chật hẹp mà. Đây này các bạn. Em ấy đang uống sữa nè. Em ấy uống một cái. Vui. Thấy cưng chưa? Uống quyết liệt luôn à. Wow. Anh ơi, be careful. Ăn ngon ghê. Wow, các bạn ơi, bạn coi con công ấn nè. Wow, đẹp hết sức luôn á. Chèn ơi, cái bộ lông của nó, bộ lông của anh này là quá xuất sắc rồi. Dịp bươi vô. Đẹp ha. Anh này anh đang biểu diễn các bạn. Anh thấy nhiều người tới, anh biểu diễn, anh múa, anh xè xè cho mọi người coi nè. Quay cái mình đó ông ơi, quay cái đít kìa. Nè, để bạn coi nè, đó. Đẹp ha.
chụp tấm hình nè. Rồi bây giờ nó khép lại nè các bạn. Đó. Anh khép lại kìa. Đó mày. Quá đẹp. Tưởng là ảnh khép, ảnh không múa nữa chứ ai nhỉ, ảnh múa nữa nè. Thôi bây giờ mình sẽ đi về. Dạo chơi từ nào giờ rất là lâu rồi các bạn ơi. Để coi cha anh hôn nhà mẹ với gì đây anh vậy. Mai ơi, chị con mai á. Ok, bây giờ mình sẽ đi Mình sẽ đi ra đây nha. Ok. Bây giờ mình với anh Hun với dì với mẹ sẽ đi shopping các bạn. Shopping thầy ô. Shopping thầy ô. Nè. Go. Dì nói quá tiện. Nè. Lý Tị Trọng, Phùng Văn Thanh, quận 1, Hồ Chí Minh. Đúng. Đúng rồi, đúng hả? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đi massage trước các bạn ơi. Bây giờ cả nhà đi massage. Mọi người đang mỏi. Mọi người đang rất mệt cho nên là không có thể đi mua sắm được. Không thể đi mua sắm được. Ai vậy Thái ơi? Bọn là... Chào các bạn. Bốn người mỗi người 2 tiếng nha. Luxury ha. Rich kid ha. Rồi ok, bây giờ đi massage thôi các bạn ơi. Đây, bạn massage nè. Yep. Chân đó là của anh Hùng đó các bạn. Cái gì nè. How are you feel nè. Cùng kết thúc ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bánh mì. Bánh mì rất nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bánh mì này các bạn biết rồi nè, mình có quay trong video đây nè các bạn. Bánh mì hình hoa. Có miếng ngon của ngoài. Đúng rồi. Đó, mấy chị đang làm rất là tất bật luôn. Tại vì ở đây khách hàng đứng đợi rất là nhiều. Thơm quá rồi, rất thích luôn á. Rất là đói bụng. Tại vì đi sáng giờ chưa ăn hay chứ. Hai xe bánh mì đây phục vụ là không kịp luôn á. Sau chuyến đi cả nhà ngồi ở ngay sảnh của khách sạn để ăn các bạn. Đây. Bánh mì Huỳnh Hoa. Bánh mì đây ngon anh ha. Imo nè. Bánh sạch cây không? Dạ. Nè. Nè nè các bạn. Bánh xay ơ. Anh Hùng. Rồi thôi tới mình xin kết thúc video nha các bạn. Ổn mì để mình quay cho các bạn xem.
căng rồi. Ngon. Nguyên hương vị cũ. Rồi thôi, tới đây mình xin kết thúc video. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn ngày mới vui vẻ. Cô giúp mọi nhau. Ai cũng mệt, ai cũng rủ rượi hết trơn. Nhẹ.